Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 67. Có một câu rất là hay mà chúng ta phải nhớ. Vừa chủ nhật những đức chia sẻ Phật pháp, tự nhiên nói một câu mà mình để ý rất là quan trọng. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày nói một câu rằng khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta lấy Phật làm thầy. Khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta lấy pháp làm thầy. Những đức bữa chủ nhật những đức nói một câu: khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta lấy Phật làm thầy. Khi Đức Phật không còn tại thế, chúng ta lấy nhân quả làm thầy. Đi nhớ. Câu này rất quan trọng. Pháp cũng dạy về nhân quả. Nhưng nếu đi xác thực, dễ hiểu nhất là mỗi người chúng ta tin sâu nhân quả. Vì thì chúng ta cũng tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nên những đức đọc những công đoạn này, lời dạy của chư tổ sư, để mỗi người chúng ta tăng thêm tín tâm tín nguyện niệm Phật cầu sinh cực lạc. Khó hành đạo, dễ hành đạo. Ước muốn được thành Phật, chúng ta chọn pháp tu như thiền tông, mật tông hay luật tông đều phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, ròng rã tu hành mới có thể thành công. Bởi chỉ nương vào tự lực nên rất khó. Khi chọn tu pháp môn tịnh độ, chúng ta nương vào một câu thánh hiệu, liền có thể một đời thành tựu, vượt phàm nhập thánh. Nguyên do là chúng ta nương tựa vào sức bổ nguyện của Ngài sẽ được Ngài gia hộ, cho nên dễ dàng thành tựu. Công đoạn rất là hay quý vị. Nếu ngoài tịnh độ đều trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, ròng rã tu hành mới có thể thành công. Bởi chỉ nương vào tự lực nên rất khó. Sự chọn lựa nhận thức đi quý vị. Nếu ngoài pháp môn tịnh độ phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, ròng rã tu hành là mỗi kiếp phải tu, tiếp tục tu. Vì tự lực nên rất khó. Nên Đức Phật chỉ điểm mình thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu là đúng rồi. Quý vị biết rằng là có nhiều người tu, người ta có thể rất phi phạm, phi thường vô cùng. Cũng như cách nay thời gian cũng tính là 5-6 năm gì. Những đứa từng coi một cậu bé ở nước ngoài, cậu ngồi thiền định trong một cái gốc cây, tóc để dài xuống, mà đến nỗi con người ta đến bu đông đen ngạt hết luôn, mà dùng dây bao xung quanh
rất là lớn, vì cái lượng người tràn đến rất đông. Sức ảnh hưởng của chú thời đó dữ dằn. Người ta tôn xưng chú là Phật tái thế. Và bây giờ thì cậu bé đó như thế nào? Cậu có thể ngồi thiền định thời gian rất lâu và không ăn không uống gì hết. Rất phi thường quý vị. Và bây giờ những đức vừa coi một cái video, một cái anh đưa lên, cậu bé đó đã phạm tội và bị bắt. Thì quý vị thấy rằng là một cái pháp tu mà có thể áp dụng trong cái cuộc sống mình đơn giản, bình dị thôi, và đem cái pháp tu này có thể áp dụng trong cái gia đình của mình, trong cuộc sống của mình, thì trong thời mạt pháp này Đức Phật đã chỉ điểm cho mình rồi. Pháp môn niệm Phật, vì pháp môn niệm Phật rất gần gũi, rất đơn giản, rất bình dị, rất dễ hành trì. Quý vị có khổ đau cùng cực gì đi chăng, nhưng nếu quý vị có thể niệm Phật, lễ Phật thì sẽ có kết quả cực kỳ lớn. Hồi nãy như đó cũng mới gặp một cái cô này, chồng cô có vợ nhỏ, cô khổ đau cùng cực, đêm nào cũng 11, 12 giờ khuya anh mới về. Cô cứ chằn chọc chờ chồng. Khi chồng về thấy chồng không ngó ngàng đến mình, buồn khổ ghê, khóc lắm. Sau này cô nghe những đức giảng, cô nghe một câu của nó rằng khổ đau cùng cực cỡ nào hãy nhớ Phật, niệm Phật, lễ Phật. Cô thật sự áp dụng niệm Phật, lễ Phật. Cô chân thật niệm Phật, lễ Phật. Cô đã vượt ra được sự khổ đau. Rất là hay quý vị, cực kỳ hay. Nên Đức Phật đã chỉ điểm mình rồi. Thờ mạt pháp, niệm Phật thành tựu. Ngoài tịnh độ thì phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nhưng với ròng rã, ròng rã là có nghĩa là từng đời, từng đời, từng kiếp phải tu. Nên á, chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật rất đơn giản, dành cho người đơn giản. Rất phi thường, cũng dành cho bậc phi thường như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Đại Bồ Tát Văn Thù, Đại Bồ Tát Phổ Hiền. Và nhiều vị tổ sư cũng áp dụng niệm Phật. Nên quý vị biết rằng là cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà khi Ngài thành Phật, thì bất cứ một vị Phật nào xuất thế đều tán thán bổn nguyện của Phật A Di Đà. Nếu không như vậy, Ngài nguyện không thành Phật, nguyện không thành Phật. Nên quý vị coi như sư Giác Khang, sư dù tu môn nào đi chăng nữa vẫn tán thán tịnh độ. Rồi thí dụ như có những vị tu tổng trì như Ngài Tiên Hóa, Ngài cũng tán thán tịnh độ. Rồi ở Việt Nam chúng ta, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Ngài cũng là bậc rất phi phàm, Ngài cũng tán thán tịnh độ. Dịch những quyển sách tán thán về tịnh độ, rồi quyển kinh niệm Phật Ba La Mật này kia, phải không? Tán thán tịnh độ. Tại vì sao? Vì bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà, bất cứ một vị Phật nào xuất thế đều tán thán tịnh độ. Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói một câu rằng: giả sử Như Lai ưng xuất thế, di thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài còn tán thán tịnh độ. Ta là ai mà không tán thán tịnh độ? Nên bạn dù tu một môn tu nào cũng là từ giáo pháp của Phật dạy, nhưng phải tán thán tịnh độ. Phải tán thán tịnh độ. Nhất là chúng sanh trong thời mạt pháp này, đối với pháp môn tịnh độ càng phù hợp, càng phù hợp hơn. Vì sao? Vì pháp này áp dụng trong cuộc sống nhân sinh, gần gũi vô cùng trong cuộc sống nhân sinh, thì chúng ta được lợi ích. Và nhiều người chúng ta dù còn sai,
còn nhiều tập khí hư hỏng, nhưng mà cũng nhờ niệm Phật lễ Phật mà điều chỉnh được tâm tính của chúng ta. Đây là việc xác thực 100%. Nên đối với những đức pháp môn tịnh độ, những đức gây dựng lòng tin cực kỳ cao, nên người tu tịnh độ có góc độ cực kỳ sâu sắc để gây dựng lòng tin đối với môn tịnh độ, lỡ mình lỡ người. Đây là đặc biệt lắm. Đừng bao giờ nhìn những việc gì cao xa rồi cho đó là Phật Bồ Tát. Quý vị biết rằng đánh giá một con người bình thường dưới cặp mắt bình thường của chúng ta mà giỏi giang nói ai đó là Phật Bồ Tát, đừng nên nói câu đó quý vị ạ. Có khi vì nói những câu đó chưa chắc vì giúp người ta đâu. Sự tán thán đó có khi quý vị lại làm hại người ta, làm hại người ta, để cho họ yên, để họ tu. Đừng nên giỏi giang chỉ nhìn qua hình thức bên ngoài. Giống như cậu bé 20 tuổi đó, vô cùng phi phạm, một thờ cũng chấn động, ngồi thiền nhiều ngày, nhiều đêm, như như bất động, không ăn uống gì hết. Nổi tiếng một thờ, từ nước ngoài mà tới đất nước chúng ta cũng có nghe. Nhưng Đức cũng từng coi được. Bây giờ Nhưng Đức coi cái video chàng trai năm xưa bây giờ như thế nào, thì chàng nó bị bắt vì phạm tội. Nên quý vị phải nhớ, khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta lấy Phật làm thầy. Khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta lấy nhân quả làm thầy. Phải tin sâu nhân quả, cái này rất là quan trọng. Quý vị biết rằng là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có một bài giảng, Ngài nói rằng nhân sinh con người bây giờ có Phật Bồ Tát xuống cũng không cứu được họ. Vì sao? Vì cái mê của chúng ta cực kỳ nặng nề, gọi là lấy mê cho là giác, nhìn giác cho là mê. Từ nơi đó mà dù Phật Bồ Tát có xuống thế cũng không cứu được họ. Nhưng chúng ta cũng phải làm hết trách nhiệm của chính mình là người học Phật. Mỗi người mình sẽ nhận thức sâu sắc cái pháp tu mà để áp dụng trong cuộc sống xác thực nhất, gần gũi nhất, pháp môn niệm Phật. Bởi vì thấy rằng quý vị cũng có thể áp dụng được, áp dụng được. Nên nhiều người tu tịnh độ, tại sao bản thân của họ cuối cùng cũng có bỏ pháp môn tịnh độ? Lý do sao? Xin thưa quý vị, chạy theo cái phi phàm phi thường mà chính mình không làm được, nên cuối cùng nhạt nhẽo đối với pháp môn niệm Phật. Bản thân những đức càng thu pháp môn niệm Phật càng thấy vui sướng. Công việc của nhà chùa giải quyết và lo rất nhiều, nhưng xin thưa quý vị cũng rảnh thời gian lễ Phật. Trước khi thời gian chia sẻ Phật pháp, nãy lễ Phật cũng được mấy chục phút, tin chắc 100%. Khi quý vị buồn, đầu óc nặng nề, dùng phương pháp lễ Phật chừng vài chục lại, tâm trạng quý vị sẽ đặc biệt lắm, sẽ nhẹ nhàng, tâm trí vô cùng. Quý vị chân thật áp dụng thử đi, quý vị sẽ thấy lợi ích rất là lớn, lợi ích rất là lớn. Còn nếu không lễ Phật thì cũng ngồi niệm Phật, niệm Phật một chút nhẹ nhàng vô cùng. Có khi những đức mà làm việc cũng mệt, lên xe qua Đại Tùng Lâm, ngồi trên xe, những đức niệm Phật, hoặc là nghe câu Phật hiệu, giữ cái tâm mình thư thới nhẹ nhàng, nghe câu Phật hiệu. Từ đây bên hộ pháp qua bên đó là tâm trạng đã nhẹ nhàng, an lạc. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là thường những cái gì lạ lạ là con người ta lao theo, lạ lạ lao theo. Nên những đức đã từng có bài giảng, như đức từng nói một câu rằng đến với cuộc đời này chúng ta đừng bị cái thương ghét làm mờ lý trí của mình. Hôm nay họ thương mình và ngày mai họ cũng có thể ghét mình.
Hôm nay họ đội mình trên đầu và ngày mai họ cũng có thể đạp mình xuống đất. Nên những đức có thể khuyên hàng Phật tử rằng cũng đừng nên đội ai trên đầu. Chúng ta luôn luôn đội Phật và đội cha mẹ mình bằng cái tâm thành kính là chính nhất. Nhớ kỹ, học được cái gì hay thì cố gắng áp dụng trong cuộc sống. Chứ đừng nên dõi dàng đưa người khác lên trên cao quá, rồi cũng dõi dàng liền người khác xuống và giảm đạp. Đó là sự dõi dàng của mình. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói có Phật Bồ Tát xuống cũng không cứu được họ. Vì sao? Vì góc độ chọn lựa của chúng ta rất dễ thay đổi. Chỉ cần thấy một cái gì đó lạ lạ, phi thường thì cho nó là Phật Bồ Tát. Nên từ nơi đó mà mình khó được cứu. Đạo Phật quý vị xin nhớ cái điều này. Không phải ai cứu chúng ta mà là chính chúng ta cứu chúng ta. Phật Pháp chỉ là nêu lên là đưa cho mình phương pháp. Chính mình phải chân thật áp dụng thì mình cứu mình. Đức Phật A Di Đà đưa lên rằng niệm danh hiệu Ngài, Ngài tiếp dẫn. Nhưng quý vị phải có cái tâm tin danh hiệu Ngài và niệm danh hiệu Ngài, Ngài mới đến tiếp dẫn. Nhớ kỹ, đó là mình cứu mình bằng cách mình niệm Phật. Tu môn nào thì bản thân mình phải áp dụng được. Mình phải áp dụng được phương pháp đó. Phương pháp tu nào cũng là phương pháp giải thoát. Nhưng bạn phải áp dụng làm sao đạt đến cái khả năng thành tựu được cái pháp tu đó. Bạn phải áp dụng được, bạn phải làm được, bạn phải hành trì được. Và cái pháp tu đó phải phù hợp cuộc sống nhân sinh, phù hợp với cuộc sống hiện đại, phải phù hợp. Thì cái pháp tu đó nó mới đồng hành với nhân sinh, con người. Quý vị biết rằng Đức Phật đã đưa lên rằng thời Đức Phật còn tại thế thì trì giới thành tựu, 1000 năm sau thì thiền định thành tựu, và thời mạt pháp là niệm Phật thành tựu. Và thời mạt pháp từ bây giờ cho đến khi đến 12000 năm, giáo pháp của Phật chưa được 3000 năm, thời điểm còn hơn 9000 năm, sự hóa độ của Đức Thế Tôn 12000 năm, từ nơi đó còn hơn 9000 năm này thì là tịnh độ thành tựu. Từ cái góc độ cực kỳ sâu sắc đó, quý vị nhận thức được thì quý vị sẽ gầy dựng pháp môn tịnh độ. Tu dù ai có nói gì, ai có làm chuyện cao xa lớn lao gì, chúng ta vẫn duy trì niệm Phật. Nên nhà Đức nói câu rằng quý vị có thể thích cỡ ngựa ngắm hoa, thích đi vòng vo tam quốc, đến một ngày nào quý vị nên suy nghĩ lại. Nếu như quý vị không còn phương hướng gì hết thì quay đầu lại niệm Phật. Nên những Đức từng nói với hàng Phật tử đến chùa rằng quý vị cũng tự đến chùa, khi quý vị thấy đến chùa không thích nữa thì quý vị cũng im điềm, khi một ngày nào quý vị cũng có thể đi đến chùa. Tại vì sao? Dòng do tam quốc cuối cùng cũng không biết phương hướng nào để chúng ta đi. Có những người những Đức gặp cùng thời những Đức, họ đi dòng do tam quốc rất nhiều. Bản thân những Đức dặn cứ phiền niệm Phật, lễ Phật. Rồi xong, vài năm sau họ gặp lại Như Đức, họ nói một câu: ồ thầy cũng như vậy nữa à? Như Đức hỏi như vậy là sao? Cũng là niệm Phật lễ Phật. À, cứ là niệm Phật lễ Phật. Như vậy thì bạn thấy nó có phát triển hay không? Rất phát triển, rất tốt. Còn bạn như thế nào? Cứ dòng do mãi như vậy, cứ lang thang, không biết đâu là bờ bến. Như Đức nói tại vì sự chọn lựa của chúng ta không có mục tiêu vững chắc. Phải chi mình gầy dựng mục tiêu vững chắc thì cứ như vậy mà mình kiên nhẫn. Trong nhà Phật có câu nói rất là hay: nhẫn nhỏ thì thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thì thành tựu lớn. Chúng ta đã chọn chỗ này để đào, để kiếm nước thì nhất định phải kiên nhẫn đào, nhất định sẽ có nước. Chỉ sợ bạn đào dài xuống dài len, bạn bỏ, bạn đi đào chỗ khác. Cả đời bạn cứ như vậy mà đào, cuối cùng người ta đã đào có nước, bạn thì không có miếng nước nào cả. Học Phật cũng y rang như vậy. Đức Phật đã chọn cho mình pháp môn tịnh độ, niệm Phật là thành tựu. Ta cứ duy trì ngay pháp môn niệm Phật đó là chúng ta thành công. Nếu như chúng ta chân thật hành trì thì thành tựu là chắc chắn. Chính bản thân những đức tiếp nhận pháp môn tịnh độ, niệm Phật, tu tập
Nhưng Đức đã thấy cái kết quả rất là lớn. Kết quả rất là lớn. Dù cái khổ đau gì, trở ngại gì, cũng cứ là niệm Phật lễ Phật. Người ta đến đông hay đến ít gì, cũng cứ là niệm Phật. Chương trình nào những Đức cũng đem tịnh độ ra giới thiệu. Tăng tượng Phật làm những cái xác thực nhất. Gia đình họ có ngôi Tam Bảo, chùa có ngôi Tam Bảo, họ đến tu tập. Họ đem ngôi Tam Bảo ở chùa trở về nhà, họ có một ngôi Tam Bảo nhỏ ở nhà, họ tu tập, họ được lợi ích cực kỳ xác thực. Và những gì những Đức làm chỉ họ đều làm được hết. Như thỉnh tượng Phật đem về an vị Phật rất đơn giản, họ đều làm được hết. Một cái pháp tu mà những Đức tu được và những Đức hướng dẫn, họ cũng áp dụng được luôn. Những Đức làm đám khi các cụ mắc như thế nào, những Đức chỉ Phật tử đều làm được hết, cực kỳ đơn giản bình dị. Dùng một câu Phật hiệu để áp dụng trong cuộc sống, khi còn sống được vui và khi mắc được tự tại. Thì coi pháp môn tịnh độ cực kỳ thù thắng như vậy, chúng ta phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Nên công đoạn này nói rất là hay. Khó hành đạo, dễ hành đạo, bạn chọn đi. Ai mà không chọn dễ? Ai mà không chọn dễ? Con người người ta có thể chạy theo cái cao xa, nhưng người ta làm sao làm được cái chuyện cao xa? Dễ ai cũng thích, nhưng con người ta lại không chịu áp dụng. Nên từ nơi đó mà chúng ta có góc độ thì chọn cái dễ. Nếu như không phải tu tịnh độ thì đều phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, quý vị nhớ. Ròng rã tu hành mới có thể thành công, bởi chỉ nương vào tự lực nên rất khó. Chàng trai 20 tuổi năm xưa ngồi thiền định một thời gian rất dài, không ăn không uống, để móng tay dài ra, tóc dài ra, ngồi trong gốc cây, phi phàm vô cùng. Người ta khung lại một vùng đó, có người đánh lễ, lễ lại cho đó là Phật. Bây giờ như thế nào? Đã bị bắt rồi. Cái đặc biệt của đạo Phật là quý vị áp dụng đơn giản bình dị. Nên tổ sư nói bình thường là đạo, bình thường là đạo giải thoát đó quý vị. Nên mỗi một con người phải có góc độ sâu sắc. Tin Phật, Phật đã chọn cho mình pháp môn tịnh độ trong thời mạt pháp. Quý vị cố gắng niệm Phật, lễ Phật, áp dụng phương pháp niệm Phật, lễ Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, lúc nào cũng đeo máy niệm Phật. Đây là lợi ích cực kỳ lớn. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Bây giờ chỉ mong sao đó là mỗi ngày Phật tử đông thêm hơn nữa, nghe không? Bây giờ là đạo tràng 3 cũng ở đây rồi, bây giờ mà cố gắng làm cái đạo tràng 4 nữa đi. Kéo đạo đạo tràng 4 là chỗ sau cái đại tự mình trước thì Thiện Hòa đó, thì cố gắng làm một cái đạo tràng 4 đó, chừng ngàn người ở đó niệm Phật nữa đi, nghe không? Các vị thấy có thể làm được không? Hôm trước tôi có nói là trong năm tôi làm cái đại tùng lâm hoài xong rồi tôi nghỉ, cuối cùng rồi nó giải tỏ cái chùa Thiên Long ở Châu Pha, bây giờ khởi công làm hôm đầu năm tới nay nữa. Chắc tôi hy vọng là nửa năm là xong cái chùa đó, quyết tâm làm nửa năm là xong cái chùa đó đi, không kéo dài nữa, thấy không? Bây giờ chỉ còn cái đạo tràng 4 đó, trước này Thượng Hòa đó sẽ làm một cái chỗ giống như trong cái đạo tràng 3 để chứa 1.000 Phật tử niệm Phật tại đó nữa, là tôi thấy là vui mừng lắm rồi. Nam Mô A Di Đà Phật.
Như Đức đang đứng ngay cái mảnh đất mà để Hòa Thượng chúng ta ngày phát tâm, ngày xây cái đạo tràng 4 để nuôi người già. Hòa Thượng mình ngày nói ngày sẽ làm. Và những Đức thấy cái hạnh của Hòa Thượng mình lớn quá. Xây những điểm chùa toàn là nuôi người già rất là ý nghĩa. Cái nơi này Hòa Thượng nói rằng là khi xây lên với tuổi 84 tuổi năm nay của Hòa Thượng, xây xong cái đạo tràng này là Hòa Thượng rất là mãn nguyện. Khi nghe Hòa Thượng nói vậy mình rất là xúc động. Và bây giờ Hòa Thượng đã khai móng rồi quý vị. Bữa nay như là cũng 5-6 cái móng mà đã khai sẵn hết, làm móng sẵn hết. Vì cho kịp lúc này trời chưa mưa để mình làm móng sẵn hết. Rồi khi móng xong hết trơn bắt đầu là xây dựng lên. Và đang móc móng chánh điện luôn. Như Đức đang đứng ngay chỗ cái miếng đất rất là lớn. Và ngôi chùa này ở sẽ được 1.000 người như Hòa Thượng của mình đã dự tính đã xây, quý vị. Bữa mừng thọ của Hòa Thượng, Hòa Thượng đã có nói. Và chương trình này hôm nay quý vị biết rồi, Hòa Thượng mình thì ngày xây dựng thì ngày cứ xây thôi. Thì ngày tin làm việc cho Phật Bồ Tát thì sẽ có Phật Bồ Tát gia hộ thôi. Nên còn cái này là chương trình là những Đức thấy cái hạnh Hòa Thượng mình làm lớn quá. Những Đức xây những công đoạn này để quý Phật tử khắp nơi nơi chúng ta mỗi người niệm Phật, niệm Quan Âm, cầu nguyện cho đạo tràng 4 xây dựng được suôn sẻ, mọi mặt đều được tốt đẹp. Có những người người ta thấy cái hạnh Hòa Thượng làm lớn gì, người ta chân thật, người ta phát tâm chung tay với Hòa Thượng. Sẵn sắp sửa Phật đản đến nè, khắp nơi nơi mình về mình cúng dường Tam Bảo phụ trợ cho Hòa Thượng ngày xây. Với tuổi năm nay 84 tuổi rồi mà phát cái hạnh quá lớn. Ngày nào sáng tối sáng chiều cũng Hòa Thượng ra đây để mà coi công trình, chỉ đạo công trình, móc móng chỗ nào, rồi vị trí nào là nhà ở, vị trí nào là chánh điện, rồi vị trí nào là nhà ăn. Hòa Thượng nói rằng là ngôi chùa này khi xây lên thì cái sân rất là lớn, nguyên cái sân rất là lớn để mà Phật tử có thể những thờ khóa tu hoặc là dịp lễ Phật tử có thể ở và có thể lại vật đồ thì được khoảng hơn 20.000 người cái khu vực của miếng đất này để xây chùa. Thì quý vị biết rằng là niềm vui lớn nhất của những Đức là mình có duyên được nuôi người già. Và hạnh phúc rất là lớn là mình có được một vị thầy mà ngài tuy lớn tuổi mà hành cái hạnh Bồ Tát Đạo, chân thật nhiệt tình phục vụ chúng sanh. Bây giờ 84 tuổi rồi, đúng là tuổi này là nghỉ ngơi đó quý vị, nghỉ ngơi đó. Nhưng mà Hòa Thượng mình lại còn làm những việc mà quá ý nghĩa trong cuộc đời. Đây là những cái việc rất quan trọng, ý nghĩa trong cuộc đời dữ lắm. Người xưa có câu nói rằng hầm chết thì để da, người ta chết thì để lại cái tiếc. Hòa Thượng mình thì đến với cuộc đời này, cái hạnh xây chùa của Hòa Thượng, những cái ngôi dạ lam rất là lớn, những cái công trình xây dựng ý nghĩa mà cuộc đời Hòa Thượng đã tạo ra những ngôi chùa để lại cho chúng ta. Khi Hòa Thượng 100 tuổi già giảng sanh cực lạc thì những điểm chùa này cũng tiếp nối để nuôi người già. Bao nhiêu người già khắp nơi nơi, bao nhiêu mảnh đời cũng được về đây để mà nương tựa. Thì biết rằng chùa chúng ta bây giờ người ở mỗi ngày khoảng 2.000 người. 2.000 người ở trong chùa. Và bao nhiêu người già rồi già cơ nhở đồ đủ hết thành phần hết. Rồi những khóa tu dưới Quan Âm khi mấy chục ngàn người. Mấy chục ngàn người. Rồi người già bây giờ khắp nơi nơi các tỉnh thành đổ xua về đây ở để tu tập. Mà bây giờ mà Hòa Thượng còn phát cái hạnh lớn mà
xây nguyên một cái ngôi chùa lớn như vậy. Vị trí đây nghe nói là 6 dãy nhà đó quý vị. 6 dãy nhà mà mỗi dãy nhà 4 tầng đi thang máy. Và một cái chánh điện chính giữa và phía sau, tuốt phía sau đó là nhà ăn. Nên là đây là cái hạnh nguyện của Hòa Thượng rất là lớn. Những đức đây là tự những đức quay những công đoạn này. Chứ Hòa Thượng không phải nói xây chùa mà kêu những đức quay lên cho quý vị coi gì. Nhưng mà thật sự quý vị rằng á, mình làm việc thiện, việc tốt quý vị. Mình làm việc thiện, việc tốt mà mình rủ nhiều người. Mà bao nhiêu con người người ta chung tay thì nó tốt quá. Thí dụ như giờ đi, mình đi làm một việc thiện, mình rủ nhiều người làm việc thiện thì điều này quá tốt. Thì cái thiện nó nhân lên rất là lớn. Mình làm một việc ác mà mình rủ nhiều người đi làm ác thì cái ác của mình rất là lớn. Không? Nên bây giờ cái việc ý nghĩa này đặc biệt quá. Nên nhiều người thấy được thì có những người chúng ta cũng muốn trồng cái hạt giống nơi mảnh đất phù sa. Thì dưới cái hạnh Hòa Thượng năm nay 84 tuổi rồi mà còn phát tâm xây những điểm chùa gì mà toàn là núi người già nha quý vị. Quý vị đi về chùa mình quý vị thấy rõ ràng cái lễ viếng Quan Âm mà chương trình mấy chục ngàn người. Người già mỗi ngày ở niệm Phật 4 thời xuyên suốt. Thì khi ngôi chùa này xây trong vòng khoảng hơn 2 năm xong thì bây giờ Như Đức đã nhận người già rồi. Bây giờ Như Đức đã nhận người già khắp nơi nơi rồi. Để mà ở rồi để khi mà đạo tràng này xây xong là đưa các cụ qua vị trí này. Hình thành ngôi chùa rất là mau. Quý vị thấy bây giờ đây xe máy múc đồ móc móc. Rồi nghĩa là công trình rất là vĩ đại quý vị, rất lớn. Thì quý vị cứ nghĩ ngôi chùa mà ở mà 1.000 người cũng không đơn giản, rất là lớn. Chào anh Lên. Này quay mấy công đoạn. Bây giờ mình lấy được mấy cái móng rồi anh? Dạ 6 cái rồi thầy. 6 cái móng hả? Dạ. Móng chánh điện nữa 7. Móng chánh điện là chỉ giữa đây. Dạ chánh điện này vô đây móc này. Còn đây là 6 cái móng rồi. Dạ 6 cái rồi. Mà đây là mình xây 4 tầng hết hả? Dạ. Xây 4 tầng hết. Dạ 4 tầng hết. Đây là anh Lên, anh đang coi công trình đây quý vị. Xây dựng đây anh coi hết, chỉ đạo ở đây xây dựng hết luôn. Anh nói là đây đã móc được 6 cái móng rồi. Trong lúc này là trời chưa có mưa. Dạ. Mình móc sẵn hết trơn chứ trời mưa nó sạt lở. Dạ. Dạ, nó ấy lắm. Dạ, giờ móc trên điện nữa đò làm luôn chứ không có nó mưa. Rồi bây giờ là mình làm móng xong bắt đầu là mình móc trên điện cái nữa là mình xây luôn phải không? Dạ, giờ hiện tại giờ cũng đang đóng trụ chuẩn bị dựng trụ xây. Nước rồi ai làm đó làm đây, ai làm đây làm. Nó nên ủa cái này là nguyên cái này là cái xăng của mình hả ta? Dạ, xăng từ đây về đó gần 100 mét thầy. 100 mét. Dạ. 100 mét cái xăng. Mới tới á. Còn biết ngang này là 100 mấy rồi, gần 200 rồi. Quá lớn, rồi thêm tuốt ngoài kia, cái mảnh đất ngoài kia dạ, trước dạ. Đó cũng của mình rồi phải không? Dạ dạ. Đó, nên đây là ảnh coi công trình xây dựng ở đây và ảnh đứng chỉ đạo xây luôn đó quý vị. Lên. Dạ. Nên bữa nay những đứa quen công đoạn này, quý Phật tử khắp nơi nơi người ta cũng coi được. Dạ. Thì cái việc tốt mà Hòa Thượng xây nuôi người già mà. Dạ. Thì cho nhiều người người ta biết, người ta có những người ta chung tay Hòa Thượng. Dạ. Người ta về rồi người ta cùng chung tay Hòa Thượng, hùng hợp với Hòa Thượng để tu duyên tu phước cho nó mau công trình này trong vòng 2 năm không? Vậy cỡ đó 2 năm là ngôi chùa này xong ha. Dạ. Đây là giống như mình nhanh nhất rồi đó quý vị. Dạ. Kinh phí đồ đầy đủ rồi xây mới 2 năm đó. Dạ. Chứ gặp người ta mà không có tiền thì chắc xây 10 năm chưa xong nữa. Dạ. Đúng không? Quá lớn mà ha. Dạ, lớn quá. Nên là cũng cầu nguyện tam bảo gia hộ cho mấy anh em làm việc đây có sức khỏe, mọi việc tốt đẹp, suôn sẻ. Làm được cái công trình này bao nhiêu người già được ở phước duyên thù thắng ha. Dạ. Chúc anh an lạc, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nên đó là anh Lên, ảnh rất là hiền dễ thương, làm cho chùa có tâm. Từ Phú Yên hay quý vị, quê ảnh Phú Yên, cũng là vô đây xây dựng rồi đứng coi công trình đồ, chỉ đạo xây dựng đồ này kia. Quá rộng quý vị. Cái ngôi chùa xây mà còn nguyên một cái xăng rất là lớn. Xăng lớn lắm luôn. Để mà cho Phật tử có thời gian tu tập đồ này kia. Đây là những cái móng chùa quý vị.
Đây là móng nhà ở, nhà ở cho các cụ nè. Nguyên vị trí móng, đây là một cái nhà. Đây là móng rộng rồi sang sẵn nè. Là 4 tầng. Thì bị coi cái nhà toan, cái khu vực nhà đạo tràng 3 thì thấy rồi đó. Đạo tràng 3 mà mình ở bên đó bây giờ hiện tại khoảng 750 người ở bên. Thì 4 tầng đó, thì đây là một cái nhà 4 tầng nè. Mà bây giờ được 3 cái móng nhà 4 tầng là bên đây. Bên kia 3 dãy nhà 4 tầng nữa là 6 cái nhà. 6 nhà 4 tầng. Mỗi một cái nhà 4 tầng là 2 cái thang máy. Là 6 dãy nhà 4 tầng lại vì tính đi là 12 cái thang máy. Đó. Nên nhà 4 tầng này mà nếu người già ở mà không có thang máy cũng đi không nổi đó quý vị ơi. Nên là khi mà bây giờ quý vị coi chương trình này là xác thực, bà Thượng nói là làm 100%. Bữa mừng thọ bà Thượng đã nói à, năm nay ngày phát nguyện ngày xây đậu tràng 4 mà. Bây giờ quý vị thấy bà Thượng ngày nói ngày làm. Mà bà Thượng không có kêu những đức mà quay cái này nghe. Những đức là thích là cái giống như cái gì mà tốt, cái gì mà lợi ích là những đức thích quảng bá lên để cho nhiều người biết, để mà cùng chung tay với nhau. Giống như mình đi làm một việc thiện mà rủ nhiều người làm việc thiện thì tốt quá. Mình làm việc thiện mình rủ người ta thôi, mà người ta làm mình chỉ người ta làm nhiệt tình thôi, bản thân mình cũng có duyên có phước. Nên như đức thích tu duyên tu phước vậy đó. Mình không có chứ hòa thượng thì có đức có phước thì ngày làm, bây giờ mình chỉ có lời nói để mà giống như phát động chương trình. Nên quý vị khắp nơi nơi có dịp về cộng tu, hoặc là khắp nơi nơi mình không về đây được đi chăng nữa thì cũng chung tay hòa thượng được. Còn dịp về chùa thì cúng dường tam bảo rồi đó, với mấy cái thùng xây đậu tràng 4 rồi đó, thì thấy được thì quý vị cứ bỏ vào đại vậy đó. Rồi hòa thượng ngày xây dựng bây giờ cứ làm suốt thôi quý vị coi, mà bao nhiêu cái móng chùa làm quý vị coi, xe cộ đồ toàn làm máy móc. Cái này mà nói mà sức người làm cũng lâu lắm quý vị. Nãy hỏi anh lên mà nói trong vòng 2 năm giờ mà xây mới xong. Không đơn giản. 2 năm xuyên suốt luôn mà mỗi từng gì mà trả tiền không đơn giản. Bởi vì mình nói rằng là có khi chùa cao Phật lớn mà để cho người ta được ở tu, người già được ở, có nhiều người già mà cả đời người ta chưa bao giờ được ở nhà cao cửa rộng. Hòa thượng xây lên những điểm nhà mà rộng lớn gì, mấy cụ được ở mát mẻ rồi thì tuổi già được nương tựa, về thăng tâm được bình an, và cuối đời được hộ niệm đưa tiễn tới vị cực lạc. Đây là một cái nhân duyên đặc biệt, thù thắng vô cùng. Mà hoàn cảnh này xung quanh đa phần chùa ấy vậy. Hoàn cảnh này là xung quanh đa phần là chùa. Rồi ở đây mọc lên cái ngôi chùa này, mà ngôi chùa này là chắc những đức nghĩ lớn á. Thì ngôi chùa ở ngàn người mà quý vị, ngàn người rất là lớn, không có giỡn đâu. Nó dài tuốt dưới đó luôn, miếng đất rất là lớn. Đó, rồi gạch đồ quá trời luôn. Bên đây là nguyên một dãy nhà một hàng, thấy không? Rồi bên kia một dãy nhà, bên kia một hàng, chính giữa là chánh điện. Hai bên dư mấy chục thước từ chánh điện qua dãy nhà. Quý vị coi, nếu mà lại Quan Âm hay khóa tu thì thôi, trong chánh điện tu và xung quanh mình lại Phật thôi, đúng là hoành tráng, đặc biệt vô cùng. Những đức nói đây là những điểm đặc biệt mà mình xác thực rồi. Bây giờ như là hộ pháp chùa Thượng Xây nè, bây giờ nuôi mỗi ngày 500 người ở bên đó cố định nè. Đạo tràng 3 và Thượng Xây nè, 750 người đang ở nè, tu ngày 4 thờ. Đại Tùng Lâm mỗi ngày cũng gần 800 người ở đây nè. Rồi hòa thượng nuôi hết trơn toàn bộ. Thì vị biết rằng là cái hạnh phát lên gì mà bây giờ mà tuổi già 84 tuổi mà còn xây thêm cái ngôi chùa mà ở cả ngàn người này, đúng là ý nghĩa cuộc đời. Nên như thường đọc bài kệ, cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Nên phát nguyện làm việc thiện, có Phật Bồ Tát gia hộ. Nên những đức cũng cầu nguyện tam bảo và thượng mình có sức khỏe, trụ thế gian lâu dài, để mình nương vào cái đức của hòa thượng để hành đạo, giúp cho chúng sanh. Nên mong nhiều người coi công đoạn này, dù mình không có tiền cúng dường gì hết, nhưng bằng một cái tâm niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho cái hạnh nguyện hòa thượng được viên mãn, làm lợi ích cho chúng sanh. Bao nhiêu người già khắp nơi nơi được nương tựa cái ngôi tam bảo mà có tâm quyết nuôi người già. Mình chỉ cầu nguyện cho ta mình cũng có phước quý vị.
Còn thí dụ như mình có điều kiện chung tay Hòa Thượng xây chùa, còn không có thì mình chỉ cần niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật. Mình tu tập mỗi ngày, mình cầu nguyện cho những cái công trình này được suôn sẻ mọi mặt, được lợi ích cho chúng sanh, từng đời người già được nương tựa và ở tu quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc những đức sẽ qua bên kia cho quý vị coi thêm mấy cái công trình đang xây bên kia nữa. Nhà toan đang xây. Rồi vị trí nhà văn hóa dọn một vị trí rất lớn. Nên chuyến này lễ Quan Âm Bồ Tát, vì về lễ 19 tháng 6 sẽ hoàn toàn thấy có một hoàn cảnh cực kỳ khác và đang làm nhà vệ sinh thêm. Nghĩa là Hòa Thượng lo từng chút cho quý vị hết. Nên chúng ta chỉ cần mang tâm tỳ hỷ thôi quý vị, dưới cái hạnh nguyện lợi ích cho chúng sanh như vậy, niệm niệm vì người. Dù Hòa Thượng có xây bao nhiêu ngôi chùa thì Hòa Thượng vẫn ở cái giường nho nhỏ thôi. Ở cái giường nho nhỏ thôi. Nếu như bây giờ tiền người ta đưa mình mà mình cắt, mình giấu, mình không làm thì mình có tội rất lớn. Nhưng nếu tiền người ta đưa mà Hòa Thượng chân thật làm thì cái này quá thù thắng. Hòa Thượng năm nay cũng 84 tuổi rồi. Tuổi những đức còn có tiền, rồi khi còn thích vui chơi này kia chứ. Mà như Hòa Thượng 84 tuổi thì không còn nghĩ gì hết. Một ngày ăn có một buổi trưa, tối ngủ 2-3 tiếng. Cuộc đời người cũng không có còn mong muốn gì. Chỉ mong là Phật A Đà rước gì cực lạc. Còn thời gian ở cuộc đời này thì làm việc ý nghĩa thôi. Chỉ vậy thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.